Xin chào tất cả mọi người, mình là Phước Sửu và đây là Hoài Thương. Thì hôm nay Hoài Thương và Phước Sửu đang có mặt tại Hồ Tràm, phải không Hoài Thương? Để giới thiệu cho mọi người một dự án rất là đẹp tại Hồ Tràm luôn, mang tên là một dự án rất đẹp. Hoài Thương có thể chi tiết sơ qua về dự án này cho mọi người biết rõ hơn về dự án này. Đây là dự án Tràm Resort Hồ Tràm, ở xã Phước Thuận, Hồ Tràm. Thì hiện tại dự án này của chủ đầu tư Tràm Group, hiện tại cái quy mô toàn bộ dự án này là 50 ha. Thì tổng quy mô 50 ha, hiện tại bây giờ chủ đầu tư đang triển khai cái giai đoạn 1 là 7,2 ha. Và phân khu 2 thì đang mở bán nhận booking. Và cùng với đó thì là cái giai đoạn 1 của mình sẽ có là 1086 căn condo theo và 92 căn biệt thự. Thì biệt thự villa thì cái phân khúc giá là khoảng tầm từ 20 tỷ cho tới khoảng 80 tỷ một căn. Cái condo theo của mình thì giá thì khoảng tầm từ 3 tỷ 2 cho tới là khoảng tầm gần 10 tỷ một căn. Rồi, cảm ơn Hoài Thương rất nhiều. Mình bây giờ mình sẽ đi dạo bộ ha. Bởi vì ở đây thì sở hữu một cái bãi biển rất khá đẹp luôn á Hoài Thương. Bởi vì nói về Hồ Tràm thì nói về cái gọi là biển nó không được gọi là sạch lắm. Bởi vì ở đây thì nhiệt gần như là không có bãi cát và cát ở đây khá dơ, nhưng mà đối với lại Hồ Tràm, đối với lại chỗ gọi là Tràm Resort này thì sở hữu một bãi biển khá đẹp và có một cái bãi cát khá rộng dọc với bờ biển, và nhìn xa xa kia là một cái gọi là cái màu nước biển rất là xanh, phong Hoài Thương. Phước Sửu và Hoài Thương khi nãy di chuyển từ Sài Gòn và đi thêm một cái cung đường ven biển từ Phước Bửu về đây, và Tràm Resort là một cái nơi khá đẹp luôn á Thương ạ. Thương có thể nói sơ qua những cái ưu điểm mà về Tràm Resort để cho quý anh chị khách hàng ở đây nắm sơ qua về những cái tiện ích và những cái đặc biệt của Tràm Hồ Tràm được không? Hiện tại thì Tràm Hồ Tràm có một cái đặc biệt ở đây, đó là mọi người đi dọc từ trục Bình Châu về đây ấy, thì chỉ có mỗi cái đoạn cái Tràm Hồ Tràm này nó là nằm giữa biển Hồ Tràm. Và nó nằm giữa biển Hồ Tràm thì chỉ có mỗi cái khúc này là tắm được thôi. Nếu như mọi người đi xuống cái chỗ mà Nova World ở dưới đây ấy, thì cái biển Nova đó cũng không tắm được. Mà cái khúc của Bình Châu ở trên này như dự án Venezia Beach cũng không tắm được. Cái khúc đó là không tắm được, chỉ có mỗi cái khúc biển này là biển đẹp nhất, sạch nhất và tắm được. Và riêng Tràm Hồ Tràm sở hữu 50 có tổng quy mô là 50 ha thì đã sở hữu 4 km đường bờ biển rồi. Wow, quá tuyệt vời ha. Một cái số lượng km đường bờ biển khá là lớn, không phải là dự án nào cũng có thể có được. Và cái Tràm Resort Hồ Tràm ở đây thì chủ đầu tư sẽ chia làm 4 phân khu để phục vụ cho từ nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, spa, vui chơi giải trí. Như có một thiên đường vui chơi giải trí tại phân khu 2, phân khu 3 thì cũng là một cái khu giống như là dành riêng cho những cái khách hàng VIP mà họ mua để ở, dạng như những cái ngôi làng biệt thự VIP ấy. Rồi. Và phân khu 4 là thuộc về cái khu ăn chơi về đêm. Rồi, quá tuyệt vời. Bây giờ là Phước Sửu và Hoài Thương sẽ di chuyển ra cái dọc cái bãi biển cát trắng này. Thì tưởng tượng như mình đang đi giữa một cái gọi là cái ốc đảo Hawaii, phải không Hoài Thương? Chứ không phải là Hồ Tràm gọi là của Hồ Tràm xuyên mộc nữa. Ở đây sẽ là một nơi gọi là đón rất là nhiều khách du lịch trong và ngoài nước sắp tới. Thì Hoài Thương có biết sơ qua là trong những cái được gọi là cao điểm về những cái thời gian gọi là những cái ngày lễ du lịch ở đây á, thì đón nhiều lượt khách hay không, và khách tới đây thì họ sẽ là tận hưởng được những cái tiện ích nào ngoài là tắm biển? Hiện tại thì các khách du lịch đến Hồ Tràm thì bây giờ cũng chưa có nhiều cái tiện ích để nghỉ dưỡng hay vui chơi giải trí nhiều. Có Tropicana của Nova, hay là như vô nghỉ ở nhiều chơi golf ở sân golf của Isora, hay là casino sòng bài thì đó là người dành cho người nước ngoài. Cũng tại Isora, còn hiện tại thì dự án Tràm Resort Hồ Tràm cũng đang có một số những cái trải nghiệm tại cái những cái shop house kia, thì đưa vào vận hành trải nghiệm trước, như là dịch vụ về massage, chăm sóc sức khỏe, hay là cà phê, mà một số cái để trải nghiệm và bãi tắm. Thật ra mọi người có thể xuống để tắm được rồi và quá tuyệt vời. Trải nghiệm qua thì hiện tại Hồ Tràm mình đang rất là ít những cái tiện ích để phục vụ được, và cũng chưa có nhiều chủ đầu tư đưa lên để có thể là nghỉ dưỡng nhiều. Như phục vụ nhiều thì bây giờ hiện tại mọi người đang nghỉ ở Melia, thì cũng là một cái điểm mà thu hút khách du lịch nghỉ dưỡng đến nhiều, khá nhiều ở tại Hồ Tràm bây giờ. Thì dự kiến sẽ khoảng tầm
3 đến 5 năm nữa thì Hồ Tràm mới lên được, tất cả các chủ đầu tư mới nổi lên được tất cả những cái dự án để phục vụ đủ cho số lượng khách du lịch đến. Nói nhiều hồi thư gọi là cái nguồn cung còn rất là nhiều, và hiện tại đây là một sẽ là một cái vùng đất hứa hẹn. Và ngoài những cái tiện ích mà hồi thư đang kể ra là có một cây cầu gọi là vượt biển, cây cầu đi bộ là check in rất là đẹp phải không? Tại Melia. Tại Melia. Cái nơi mà hút khách du lịch đang rất là chính xác, rất là nhiều, rất là nhiều. Bởi vì Hồ Tràm là một cái vùng đất còn hoang sơ, không phải nói như Vũng Tàu, mà Hồ Tràm đang là một cái nơi gọi là đang được đầu tư và được rất là nhiều chủ đầu tư hướng đến sẽ là một nơi check-in và một nơi gọi là hút khách du lịch trong và ngoài nước, một bãi biển khá đẹp và những cái tiện ích gọi là bậc nhất và gọi là những cái resort 5 sao phong Hoài Thương. Dạ đúng rồi, hiện tại cái nguồn cung tại Hồ Tràm nó chưa đủ để phục vụ đáp ứng cho toàn bộ lượng khách du lịch đổ về Hồ Tràm những cái dịp nghỉ lễ. Chính xác. Đang bị thiếu rất là nhiều, cho nên những cái kỳ nghỉ lễ hay những kỳ cuối tuần ấy, mọi người thấy đặt phòng ở Hồ Tràm rất là khó và rất là mắc. Hiện tại là do cái nguồn cung của nó đang rất là thấp. Số lượng nguồn cung ở Hồ Tràm bây giờ đang thiếu, nó khoảng rơi vào khoảng tầm hơn 20.000 phòng. Quá tuyệt vời. Để có nhiều thông tin hơn nữa về Hồ Tràm, Bình Châu hay là những dự án của Tràm, Laguna hay là Isura, thì inbox ngay cho Phước Sửu hoặc Hoài Thương theo số hotline bên dưới để chúng mình sẽ cung cấp cho quý anh chị nhiều cái thông tin hơn nữa về Hồ Tràm và chọn nơi đây là một nơi gọi là an cư lạc nghiệp và là một nơi gọi là relax cuối tuần, là những cái căn nhà second home thứ hai khi mà mình lựa chọn đây là một cái bãi biển đẹp nhất và di chuyển từ Sài Gòn về đây khá dễ dàng ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà ở nhiều video sau.